Chợ Thanh Nê có hàng trăm tiểu thương đang hoạt động ở sau nhóm mặt hàng. Việc buôn bán bận rộn, hàng hóa tập kết nhiều, vì thế các sự cố về cháy nổ có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào. Do vậy, ngoài thành lập 6 tổ phòng cháy chữa cháy tương đương với 6 nhóm mặt hàng, Ban Quản lý chợ còn phối hợp với ngành chức năng, thường xuyên kiểm tra việc sắp xếp, bố trí hàng hóa tại các quầy sạp của các hộ kinh doanh cũng như hệ thống điện tại chợ. Hàng ngày để hướng dẫn cho bà con thực hiện tốt về việc phòng cháy chữa cháy, an toàn về điện. Sau những khi buôn bán không buôn bán được, đóng cửa sạp thì tắt tất cả các thiết bị điện. Và thường thường là hướng dẫn cho bà con về cái cách sử dụng bình phòng cháy chữa cháy cũng như là an toàn chung về điện lưới. Và khi hết buổi chợ là chúng tôi ngắt hết nguồn điện của vào khu vực chợ, nên là trong chợ lúc đó không có điện nữa. Thời tiết những ngày này lên tới 37 độ C với tiết trời oi bức kết hợp nền nhiệt cao khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của người dân tăng nhanh. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao hơn so với bình thường. Trước tình trạng nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn tăng cao mùa nắng nóng, Công an huyện Kiến Sương đã tổ chức tuyên truyền, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy, các trang thiết bị vật dụng để dập tắt đám cháy. Và quan trọng nhất là hướng dẫn thực hành các thao tác chữa cháy, thoát nạn khi có cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra trong thực tế. Qua cái tập huấn như thế này nhằm nâng cao cái kiến thức cho mọi người dân có cái ý thức trách nhiệm thực hiện cái phương châm 4 tại chỗ về việc phòng cháy chữa cháy, và đặc biệt là các cái hộ sản xuất kinh doanh liền kề này thì mỗi hộ là phải chuẩn bị cho mình ít nhất là phải có một cái bình chữa cháy gia đình để phòng còn hơn là chữa, thì cũng được sự đồng thuận cũng như là hưởng ứng của các cái hộ gia đình. Thì hiện nay là thị trấn cũng đã thành lập được 41 tổ liên gia và thành lập được 16 điểm chữa cháy công cộng ở các cái tổ dân cư. Cho đến nay, huyện Kiến Sương đã có trên 200 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 100% xã có điểm chữa cháy công cộng. Các mô hình này sẽ phát huy vai trò 4 tại chỗ trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy gây ra.